chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Mai Trinh Hùng ngày hôm nay. Và rất là nhiều những cái video chia sẻ về make up, chia sẻ skin care, chia sẻ về những cái sản phẩm về make up. Tuy nhiên chưa có bao giờ mình lên một cái video chủ đề về cọ hay là những cái dụng cụ make up như là cọ make up, cọ tán nền hay là bông mút cả. Thì video ngày hôm nay mình sẽ tập trung và chỉ chia sẻ cho mọi người, review cho mọi người tất tần tật những cái bộ cọ make up cũng như là những cái sản phẩm bông mút make up mà mình cảm thấy ưng ý nhất từ trước đến nay mình từng sử dụng nhá. Let's go. Ok, đầu tiên nhá, đây sẽ là một cái video hướng tới các bạn mới tập make up, bởi vì đa phần những cái sản phẩm trong video ngày hôm nay mình đều cố gắng lựa chọn những cái sản phẩm mà giá thành nó bình dân nhất. Tất nhiên có những cái sản phẩm mình sử dụng mình cảm thấy nó tốt và giá thành của nó sẽ cao thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn. Nhưng mà mình sẽ để nốt giá ở đây để cho mọi người dễ theo dõi cũng như là mọi người dễ đưa ra một cái quyết định. Và trong cái quá trình mà mình lựa chọn ấy thì mình sẽ có những cái tiêu chí như sau. Đầu tiên đó là cái hiệu ứng ở trên da nó phải tốt. Hiệu ứng sẽ bao gồm cả cái việc mà chúng ta cảm nhận ở trên da và cái lớp make up mà nó đem lại. Thứ hai nữa đó là cái tính thẩm mỹ, tức là cái bộ cọ này nó phải đẹp và nó phải gọn gàng tương tất các thứ. Và thứ ba cuối cùng đó là độ bền. Mình biết rằng là mọi người mua bất cứ một sản phẩm gì cũng vậy, mọi người rất là mong muốn nó có thể sử dụng lâu dài, và bản thân mình cũng vậy thôi. Và cái tiêu chí cuối cùng đó là giá. Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người, review chấm điểm cho mọi người những cái hạng mục này để mọi người có thể lựa chọn cho mình một cái bộ cọ make up nó hoàn hảo nhất, phù hợp với mọi người nhất, phù hợp với kinh tế cũng như là đáp ứng đủ cái nhu cầu make up của mọi người nhá. Let's go. Ok, video rất nhanh thôi, không có booking, không có sponsor gì hết. Tất cả những sản phẩm ở đây mình đều tự bỏ tiền túi ra mua. Mọi người có thể truy cập ở bên dưới phần mô tả hoặc là ở phần comment mình sẽ để link sản phẩm mọi người có thể mua nhé. Rồi, đầu tiên hạng mục đó chính là về cọ make up. Thì video ngày hôm nay chỉ có cọ và mút thôi. Cọ make up ấy thì mình đã từng sử dụng khá là nhiều bộ cọ make up. Tuy nhiên sau đây thì mình sẽ review cho mọi người những cái bộ cọ make up mà mình cảm thấy nó ổn áp nhất nhá. Ok, rẻ nhất trong video ngày hôm nay đó chính là những cái bộ cọ của nhà Focalua. Nói thật là mình có cái bộ này hình như là 8 cái, 7-8 cái gì đó, hay là 5 cái gì đó. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã thất lạc đi đâu hết rồi. Chỉ có hai cái sản phẩm mà mình thấy mình hay dùng nhất, đó là cái cọ tán mắt hình tròn này và cái cọ phấn này. Bởi vì mình dùng rồi ấy, nên là mình sẽ có những cái cảm nhận như sau nhá. Đầu tiên nó về cái tiêu chí đem lại cái hiệu ứng make up ấy, thì đây là cái sợi bông của nó là sợi bông nhân tạo, nó không hẳn là cái sợi lông thú, và khi mà lướt ở trên da ấy thì nó không quá rát, không quá gọi là gây cho da của mọi người những cái biến chứng nhạy cảm gì cho da, kể cả là những các bạn có nền da nhạy cảm. Và cái sản phẩm này thì có giá rất là rẻ. Mình sẽ đi hạng mục từ thấp đến cao. Giá của sản phẩm này mấy chục nghìn cho đến 100 nghìn. Mình nghĩ rằng đây là một cái phân khúc mà mọi người có thể mới tập make up mọi người có thể sử dụng được. Tuy nhiên nhược điểm của cái cọ này ấy, đó là cái hiệu ứng đem lại cho một cái lớp make up thì mình thấy là nó rất là bình thường, nó đúng với cái giá thành của nó là mấy chục nghìn. Tuy nhiên thì để nói rằng là nó xuất sắc và mình cảm thấy là mình thích sử dụng nó thì không. Bởi vì sao? Đầu tiên đó là cái bông của nó ấy, mình thấy là nó hơi thưa, đặc biệt là những cái bông phấn như thế này. Bông phấn thì mình cảm thấy là nó sẽ không ăn cái phấn quá nhiều ấy, và khi apply lên da thì mình thấy là bởi vì cái sợi bông nó quá thưa ấy nên là cái độ phủ của nó, dàn trải phấn nó không cao, và mọi người sẽ thấy là cái sản phẩm này nó sẽ gẩy lên những cái hạt phấn, nhưng mà cái độ bám ở trên cái phần bông này thì nó không phải quá tốt đâu. Nên là khi dùng cái này mình thấy là nó cũng sẽ hơi tốn phấn và độ bám trên nền không quá cao. Và cái lớp nền của mọi người khi apply cái phấn này thì mình thấy nó không phải là một cái lớp nền nó đẹp, nó mỏng và nó chặt nền. Thứ hai đó là cái cọ mắt dùng ok, dùng được nha mọi người. Cọ mắt thì mình sẽ thấy ok hơn so với cọ nền. Tuy nhiên thì nó cũng không ăn phấn lắm. Cái sợi bông nhân tạo của nhà Focalua mình thấy là nó không ăn phấn lắm, và kể cả là những cái cọ mà bé bé như thế này này, mình thấy là dùng nó cũng không thích lắm đâu mọi người. Tóm lại thì với giá thành, cái cọ này thì mình đánh giá là giá thành nhá, chất lượng các thứ ấy thì mình sẽ đánh giá có lẽ là khoảng tầm 7 điểm trên 10. Tiếp theo đó là về cái phần thẩm mỹ ấy, thì mình nghĩ là cọ nào cũng như cọ nào. Tuy nhiên thì tiền nào của đấy thôi. Đối với Focalua ấy thì nó cũng sẽ tương tự như một số sản phẩm khác, thì cái phần bao bì của nó rất là dễ dơ, đặc biệt là khi mọi người dùng kem nền các thứ ấy thì mọi người mà vệ sinh cái này ấy, mọi người nhớ là dùng bông tẩy trang và lau cả cái phần cán này. Còn lại độ bền thì nói thật với mọi người là cái bộ cọ này nếu mọi người dùng ấy thì cũng có thể sử dụng được khoảng tầm 5.5-2 năm gì đó. Nói chung cọ nhà Focalua thì cũng tương đối là chắc chắn nha. Chỉ có điều là cái hiệu ứng make up của nó thì mình thấy không được đẹp lắm thôi. Cái này thì các bạn mà không có quá nhiều kinh tế mọi người có thể mua nhá. Còn mình sẽ không mua lại cái bộ cọ này của nhà Focalua. Tiếp theo, đây là cái bộ cọ của mình. Đây là cái bộ cọ mà khi mọi người tra giá ấy thì cái giá của nó lúc nào cũng rất là cao. Với mỗi cái sản phẩm như thế này ấy, thì mình nhớ là nó sẽ có giá tầm 50 cho đến 70 nghìn một cái cọ như thế này. Mọi người có thể cập nhật vào link mô tả nhá. Cái sản phẩm này thì mình sẽ phân phối cho mọi người, nên là mọi người có thể mua được cái mức giá ok nhất. Nói chung là cái bộ này nhá, ưu điểm là như thế nào? Thứ nhất là cái sợi bông đầu bông của nó rất là bé, nó siêu bé. Và thứ hai là cái kết cấu của nó rất là chắc, nó chặt đó mọi người. Nên là khi mọi người lấy phấn ấy, nó rất là ăn phấn, nhưng mà nó sẽ không làm cái bụi phấn lên quá nhiều đâu. Và cái sản phẩm này ấy, thì nó sẽ ăn phấn
phấn ở cái mức độ ok, nhưng mà nó không phải là quá bết hay quá đậm đâu, nên là mọi người có thể lấy từng lớp và apply lên mắt mà không sợ bết. Cái này rất là phù hợp với các bạn nào mới tập make up. Đây cũng là một cái bộ cọ mà rất là nhiều các bạn make up artist các bạn sử dụng. Thứ hai nữa đó là đối với cái bộ cọ này nhá, thì mình sẽ tách ra hai cái này, không phải là chung một cái thương hiệu này, mà chỉ có 2, 4, 6, 8 cái cọ này là trong cái bộ cọ dành cho mắt và khối, thì mọi người có thể mua riêng cái này để về tập make up mắt cũng được. Ngoài ra thì cái cọ phấn này thì nó nằm riêng, nó không phải là thuộc cái brand này. Tuy nhiên thì mọi người ơi, cái này ấy, cái siêu mềm nhá, nó vẫn là một cái dạng sợi bông nhân tạo nhưng mà nó cực kỳ mềm, lấy phấn rất mềm, nhưng mà cái hạt phấn nó sẽ phủ đều trên bề mặt cọ, và khi mọi người apply lên ấy, da của mọi người nhá không hề bị cảm giác châm chích cái gì cả, bởi vì đầu bông của nó áp lên da, nó lướt lên da cực kỳ mềm nhá. Và cái sản phẩm này nó lấy phấn rất là ok, mọi người có thể lắc thẳng như thế này này để cho phấn nó len hết vào từng cái sợi bông như thế này, thì khi mà apply lên da, nền của mọi người nó rất rất là mỏng, nó cực kỳ mỏng luôn đấy mọi người, và cực kỳ êm luôn nhá. Kể cả là các bạn mà đi làm cho khách ấy, mọi người nên mua cái cọ phấn này, bởi vì khi lướt trên da khách như vậy ấy, nó sẽ không làm xước cái lớp nền của mọi người apply trước đó, mà cái phấn ấy thì nó sẽ dàn đều và rất là mỏng ở trên da. Nên là nếu như mọi người muốn một cái nền mỏng tự nhiên thì mọi người có thể mua cái cọ này. Tuy nhiên thì mọi người cũng biết là một cái cọ như thế này ấy, thì giá thành của nó cũng khá là cao. Riêng với cái cọ này là cũng có lẽ là gần bằng một nửa cái bộ cọ make up mắt và khối như thế này rồi, nên là đó thì tiền nào của đấy. Và thứ ba đó là cái cọ má này, mình thích cái kết cấu cái cọ má này. Khi mà mọi người mới mua ấy, thì nó sẽ hơi nhỏ, nó sẽ gọi là dễ apply vào những cái khu vực nhỏ ấy, nên là mình thấy là cái lỗi make up má mọi người hay sử dụng là mọi người sẽ make up má nó bị bết, nó bị lan rộng ra quá. Thì những cái cọ nó bé như thế này thì mọi người có thể để ngang và mọi người sẽ dặm vào những cái phạm vi rất là dễ. Và cái cọ này ấy, cái đầu nó sẽ có những cái lớp lông so le ấy, mọi người, cái lớp lông bên trên ấy nó khá là tơi và nó cực kỳ mềm nhá, nó lấy phấn rất là tốt. Và bên cạnh đó ấy, thì nó sẽ gọi là làm cho cái lớp phần má của mọi người nó không bị bết. Tất nhiên là khi mọi người thao tác thì mọi người cần phải dặm nhẹ như thế này. Nhược điểm cái này đó là nó vẫn có những cái sợi lông thừa, và dùng lâu ấy mọi người sẽ thấy là cái sợi lông của nó ấy, nó sẽ bắt đầu bung ra, để cho cái khối cọ của cái này ấy, nó gọi là nó tơi hơn. Nên là khi dùng cái này thì mọi người sẽ thấy là càng dùng càng dễ. Đó, chỉ nhược điểm duy nhất của cái này ấy, đó là cái bông ấy, cái sợi lông thừa ấy, bởi vì nó sẽ đan được hai lớp lông ấy. Đầu tiên là một cái lớp lông trắng cao ấy, để cho khi mà bám phấn nó mỏng và nó gọi là đều nhất, và ở dưới sẽ là những cái lớp lông đen, lớp lông cố định ấy, nó chia làm hai tầng ấy mọi người, nên thành thử ra là những cái lông trắng ấy nó đôi phần là nó sẽ bị tách ra. Nên là khi dùng thì mọi người có thể phẩy bớt đi để cho cái lông nó đều hơn, và những cái lông nào mà nó bị lồi ra thì mọi người có thể lấy ra nhé. Còn về cái bộ cọ mắt này ấy, thì nó sẽ có 8 cây, gọi là dáng mắt nào mọi người đều có thể sử dụng được, kể cả là tán này, apply những cái khu vực bé, bởi vì những các bạn mới tập make up ấy, các bạn hay đánh một cái mắt nó bị cục quá, tức là cái cọ mọi người dùng quá to ấy, thành thử ra là khi mọi người len vào những cái chi tiết nhỏ ấy thì mọi người sẽ không cảm được cái độ nhấn nhá của cái mắt ấy. Thì mình khuyên mọi người nên mua những cái dáng cọ mà nó vừa cho đến bé như thế này, thì khi mọi người sử dụng ấy thì đôi mắt của mọi người gọi là nó sẽ có những cái giới hạn, mọi người dễ xác định hơn và làm cho đôi mắt của mình nó gọi là tinh tế hơn. Và giá thì mình thấy là cái bộ này ấy nó cũng rất là bình dân, nếu mọi người mua link bên dưới, còn nếu như mọi người mua rồi ở các nơi phân phối ấy, thì mình nghĩ là đây cũng là một cái bộ cọ khá là đắt. Mọi người có thể truy cập vào link bên dưới để áp voucher các thứ để lấy được cái giá ok nhất nha. Đây là cái mức giá mà mình muốn mọi người trải nghiệm, và sau đó mọi người gửi cho mình cái feedback ở bên dưới, và để nó trở thành một cái nền tảng để mình có thể có động lực để phát triển thêm những cái sản phẩm được con tinh thần nữa. Nên là rất là hy vọng mọi người có thể trải nghiệm được cái bộ sản phẩm này và cảm thấy ưng ý, và mình khẳng định là mọi người chắc chắn sẽ ưng ý. Nói về độ bền, nó rất là bền đấy mọi người. Mọi người có thể sử dụng cái bộ này khoảng tầm 3-4 năm, thậm chí 5 năm là bình thường. Và khi giặt ấy thì mọi người sẽ thấy là cái cán của nó cực kỳ chắc nha. Cái sợi lông ấy thì nó cũng sẽ không bị gọi là bị tưa hay là bay đi nhiều, 100 cái như một luôn, sẽ rất là ít lông thừa, đặc biệt là cái bộ cọ mắt nha. Chỉ có cái cọ má này này thì nó sẽ thỉnh thoảng có lông thừa, mới mua thì lông thừa hơi nhiều. Cái phần cán ấy sẽ là cái phần được trắng một cái lớp bóng ấy, nên là khi mọi người sử dụng ấy thì nó sẽ hạn chế cái tình trạng là bẩn ở trên này, và cho dù là khi mọi người dùng kem nền hay gì đó thì cũng khá là dễ vệ sinh hơn so với những cái cọ mà cái thân nó mịn lì ấy. Nên đây cũng là một cái bộ cọ mà mình thấy nó tuổi thọ cũng khá là cao, và quan trọng là dùng rất là êm mắt đấy mọi người, phù hợp cho các bạn có cái vùng mắt cực kỳ nhạy cảm. Bởi vì mình khi mà mình review cọ ấy, cái bộ cọ OVW mình hay chia sẻ cho mọi người ấy, nhận được rất là nhiều feedback là mọi người sử dụng nó bị rát, nó bị đỏ cái vùng mắt, và mình biết rằng là nếu như mọi người duy trì cái cảm nhận đấy lâu dài ấy, thì cái vùng mắt của mọi người nó rất là dễ bị tăng sắc tố và rất dễ gọi là bị nhạy cảm hơn ấy. Nên là mình nghĩ đây là một cái bộ cọ mà
gần như là phù hợp với 99% các bạn đang mới tập makeup. Các mọi người có thể thử nhá. Riêng với cái bộ cọ này ấy, thì có lẽ là khách quan công tâm ấy thì mình sẽ chấm là 9 trên 10 điểm. Tiếp theo đó là cái bộ cọ mà mình dùng sau cái bộ cọ của nhà OVW, đó là cái bộ cọ của Immortal. Ưu điểm nhá, đó là cái lông của nó siêu mềm. Nó cực kỳ mềm. Tuy nhiên thì cực kỳ mềm đấy nó lại đi kèm với một số những cái hệ lụy. Đó là với cái bông cọ phấn phủ này ấy, mình thấy là nó chẳng có tác dụng gì cả. Tác dụng của nó duy nhất có lẽ là phẩy phấn thừa thôi. Còn để nói dùng cái này để phủ phấn ấy, thì mình thấy là nó không hề ăn phấn mọi người ơi. Không hề ăn phấn và phủ phấn rất là khó khăn, bởi vì cái diện tiếp xúc quá rộng. Thứ hai đó là cái phấn khối này thì ok, tạm được bởi vì nó cũng tương đối chặt. Nhưng mà cái đầu bông ấy thì nó lại mềm quá, nên thành thử ra là cái độ bám phấn nó cũng sẽ hạn chế hơn. Bởi vì sao mọi người biết không, khi mà dùng cọ ấy, một cái bộ cọ nào mà lông nó vừa mềm để không bị rác da phải êm, nhưng mà ăn phấn thì thực sự rất là khó tìm, rất là khó mọi người, rất là ít những cái có thể đáp ứng được. Còn nếu đáp ứng được thì thực sự là giá thành của nó rất là cao. Và cái phấn má này cũng vậy, nói chung là mấy cái cọ nền của nhà Immortal ấy, nó bám phấn rất là kém, đặc biệt cái phần má này mọi người ơi, tưởng là dễ dùng nhưng mà bám phấn cực kỳ kém luôn ý. Còn những cái sản phẩm mà mình cảm thấy được ấy, có lẽ là cái sản phẩm mình thấy được nhất của nhà Immortal có lẽ là cái cọ tan này thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái lông mềm kết hợp với cả là cái đầu phấn nó bung ấy thì mọi người rất là dễ tan, đặc biệt là ở những cái khu vực hốc mắt hoặc là highlight các thứ. Chỉ duy nhất cái cọ này mình thấy nó ưng ý thôi. Còn lại kể cả là cọ dẹt hay là những cái cọ vẽ eyeliner ấy, eyeliner, những cái cọ eyeliner thì nó lại quá là to, cái đầu bản của nó quá là to, rất là khó vẽ. Phải chăng là chỉ vẽ được cái lông mày thôi. Còn những cái cọ mà che phủ cái điểm này thì mình cũng thấy nó không che phủ được nhiều lắm ấy. Nên là cái bộ cọ Immortal tưởng là tốt, bởi vì mình cứ nghĩ là cái bông mút nó rất là ok thì cái bộ cọ nó cũng rất là ok. Giá thành của bộ này mình nhớ là đợt mình mua là tầm gần 300.000, thì mình cũng không nghĩ là mình không dùng được nhiều cái cây cọ đến. Nên là mình nghĩ rằng đây là cái bộ cọ mà mình sẽ dùng ít nhất trong tất cả những cái bộ cọ mình dùng. Nó còn xếp sau cả Focalure mọi người ạ. Và cái thân cọ cũng là một cái thiết kế nhám lì, nên thành ra là nó cũng khá là bẩn đấy mọi người. Nên là cái này thì mình cũng không đánh giá cao. Immortal mình không đánh giá cao ở cái khoản gọi là cọ make up nha. Tiếp theo là cái bộ cọ BH Cosmetics. Thì thật sự là bây giờ ngày xưa ấy, khi mà mình chưa trải nghiệm cái bộ cọ nào ấy, thì mình sẽ thấy cái này là ổn áp. Bởi vì cái lông của nó mặc dù vẫn là lông nhân tạo nhưng mà nó siêu mềm, đánh lên da rất là thích. Tức là cái cảm nhận trên da rất là thích. Tuy nhiên ý, thì mọi người thấy này, cái cọ phấn nó thiết kế như thế này, khi mà mọi người apply lên da thì ok, nó ổn, nhưng mà nó sẽ gọi là cái độ mỏng của nền nó không được như những cái cọ đời sau. Mình thích cái phiên bản là cái cọ bầu như thế này hơn, và cái diện tiếp xúc nó cũng sẽ nhiều hơn, đồng thời là nó sẽ nhẹ hơn trên da. Còn cái này thì nó sẽ tiếp xúc gọi là nó khá là trực tiếp ấy, nên là khi mà đánh ấy, mọi người không cẩn thận cái lớp phấn của mọi người sẽ bị dày, và thứ hai nữa là nó sẽ bị dễ bị xước cái lớp kem nền ở bên dưới. Còn đối với cọ khối thì tạm được. Còn cái cọ phần má này thì siêu cứng và đánh rất là dễ bết này. Cái cọ mắt thì nó thật là được, cái cọ bung này tạm được. Còn về cái cọ đầu tròn này thì siêu cứng luôn đó mọi người, đánh kiểu gì nó cũng sẽ bị gẩy cái phần kem lót khi mà mọi người đánh mắt ấy, nên là mình không đánh giá cao những cái cây đánh mắt của nhà BH Cosmetics. Còn với cái cây dàn nền như thế này thì rất là ít khi mình dùng ấy, nên thành thử ra là đối với cái bộ cọ BH Cosmetics này thì mới đầu khi mà mình chưa học qua trường lớp make up ấy thì mình thấy nó ổn. Nhưng mà đến bây giờ khi mà tiếp xúc nhiều bộ cọ hơn và kinh nghiệm make up dày dặn hơn ấy thì mình lại không đánh giá cao cái bộ cọ này nữa. Hơn thế, giá thành của nó rất là cao, nên là đây cũng không phải là một cái lựa chọn mà gần đây mình sẽ lựa chọn nữa mọi người ạ. Với cái bộ cọ này thì mình sẽ chấm 7/10 điểm. Và cuối cùng đó là những cái cây cọ huyền thoại của nhà OVW. Đối với OVW ấy thì đến bây giờ mình vẫn khen, bởi vì sao? Mặc dù là cái giá thành của nó rất là rẻ, nói chung là hơn 300 mấy cho 22 cây cọ, mặc dù trong đó thì cũng không dùng hết đâu, nhưng mà mình thấy nó vẫn rất là rẻ. Và cái điểm mình thích đó là cái cọ phấn này nó thiết kế như thế này, thì làm sao để khi mà mọi người dặm phấn ấy thì phấn nó sẽ được dàn đều, và cái sợi lông của nó sẽ là lông thú. Nó khác với những cái cọ khác, mấy cái cọ khác là sợi lông nhân tạo, còn đây là cái cọ lông thú. Tính chất của lông thú đó là nó sẽ cứng, nên là cái độ bám phấn lên đây nó rất là tốt. Thực sự là cái độ bám phấn của tất cả những cái cọ của OVW ấy đều rất là tốt. Và cái bộ cọ này thì là cái bộ cọ mà cô giáo của mình khi mà mình đi học ấy thì được recommend là mua, thậm chí là trong quá trình sử dụng ấy nhiều bạn còn khen đây là cái bộ cọ nó còn ăn phấn hơn cả những cái bộ cọ tiền triệu nổi tiếng khác. Tuy nhiên ấy thì đúng là nó lên màu rất là đẹp và nó ăn phấn rất là tốt, đánh nó không bị quá bết. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó là bởi vì nó là cái dạng lông thú mới đầu ấy, mọi người dùng ấy, mọi người sẽ thấy nó rất là hôi, cái mùi của nó bám khá là lâu. Và tiếp theo đó là khi với các bạn có nền da nhạy cảm
đặc biệt là các bạn da mụn hay là các bạn nhạy cảm ở những cái vùng như là mắt ấy, thì những cái bộ cỏ như thế này nó sẽ làm tăng cái sự nhạy cảm ở trên da của mọi người, bởi vì cái lông của nó khá là cứng. Nên là với các bạn có nền da nhạy cảm ấy thì mình lại không khuyên mọi người sử dụng cái này. Nhưng mà nếu như mà các bạn là makeup artist hoặc là các bạn có nền da bình thường, mọi người muốn tìm một cái bộ cỏ nào gọi là như chuyên nghiệp luôn ấy, thì mọi người có thể thử cái này nhá. Tất cả những cái cọ trong đây thì mình đều sử dụng và mình cảm thấy rằng nó rất là ổn áp, nó rất rất là thích mọi người. Đặc biệt mình thích nhất đó là cây phủ phấn này, thứ hai là cây cọ khối, thứ ba là những cái cây cọ vát và những cái cọ đánh mắt ấy, thực sự là bám phấn rất rất là tốt luôn mọi người, và cái độ bền của nó cũng rất là cao luôn. Còn nhược điểm thì có lẽ là cái thân cọ cũng là một cái thân cọ nhám lì, tuy nhiên thì nó lại thiết kế vân gỗ nên là nó cũng không phải là quá bẩn đâu. Nếu như mọi người chăm vệ sinh thì nó cũng không phải là quá bẩn, và kể cả là khi mọi người bám những cái phấn hay là kem nền lên nó cũng không phải quá lộ, nên là các bạn có thể thử cái bộ cọ này nhá. Và đối với cái bộ cọ nhà OVW ấy thì mình sẽ chấm là cũng 9 trên 10 điểm nhá. Bộ cọ là như vậy. Thì phần tiếp theo đó là về những cái cây cọ mà đánh nền. Nền ấy thì mọi người có thể dùng cọ hoặc dùng bông bút. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cọ nền trước nha. Thường ấy thì cái cọ nền lúc nào nó sẽ cũng bán tách riêng, không bán trong cái bộ cọ của mọi người đâu. Thì mọi người có thể mua bởi vì nhu cầu từng mỗi người là khác nhau. Đa phần cọ nền ấy không phải cái nào mọi người cũng thể sử dụng được, và không phải cái nào nó cũng đem lại cái hiệu ứng tốt. Nếu như mọi người mua không cẩn thận ấy thì cái nền của mọi người khi đánh bằng cọ nó còn xấu hơn cả khi mọi người dùng bông bút nữa. Ở đây mình có trải nghiệm ba cái cọ nền nhá. Rẻ nhất sẽ là cái cọ mà cũng phân phối bởi nhà OVW, nhưng mà cái cọ này ấy thì mình thấy là nó khá là chặt, nhưng mà cái bông của nó thì nó sẽ lại kiểu nó bám nền không quá tốt đấy mọi người, và nó sẽ làm cho cái lớp nền của mọi người nó khá khô, khá kích kỳ và khá là dày. Này mình sẽ chấm 5 trên 10 điểm thôi, mình sẽ không mua lại. Và còn đây mới là hai cái sản phẩm cọ nền mà mình sẽ mua lại, mình đã giới thiệu cho mọi người rồi, không có booking gì cả, mọi người yên tâm nhé. Đầu tiên đáng mua nhất sẽ là của nhà Getscap, tuy nhiên thì mọi người lưu ý giá thành của nó rất là cao. Cái cọ này thì nói chung là đỉnh cao cho mọi người, ăn ít kem nền lắm, cực kỳ ít kem nền, và độ dàn trải trên da của mọi người thì cực kỳ đẹp. Mọi người chỉ cần lướt một đường cọ thôi thì gần như mọi người đã không thấy cái vệt cọ nữa, và nó sẽ tán trên da rất là nhẹ và rất là mỏng đó, nên là cái lớp nền của mọi người nó sẽ bền hơn, nó sẽ bám chắc hơn và nó sẽ hạn chế cái tình trạng bít tắc ở trên da hơn. Còn nếu như mọi người thích cái độ gọi là dày, che phủ cao hơn ấy và giá thành nó rẻ hơn một chút thì mọi người có thể thử tham khảo của nhà Espoir. Tất nhiên là cái mật độ cọ của cái này nó sẽ không ok bằng cái này, và cái này nó cực kỳ bám nền luôn, cực kỳ dễ ăn nền nhá. Nhưng mà cái này rất là bền, cả hai cái này cực kỳ bền. Cái này thì nó sẽ cho cái độ phủ cao hơn, tuy nhiên thì mọi người cần di nhiều lần cọ, nó không giống như cái này. Cái này mọi người chỉ cần di một hai đường thôi thì nền da rất là đẹp rồi. Nhưng mà cái này thì mọi người cần phải di đi di lại để làm sao để cho cái lớp nền của mọi người nó không bị quá dày, và thứ hai là nó sẽ không bị cái vệt cọ. Tóm lại thì nếu như mà để nói rằng cọ nền nào mà mình thấy là nó perfect nhất thì sẽ là Getscap, còn được, ok, tốt thì sẽ là của những Espoir. Còn lại thì mình vẫn chưa tìm thấy cái cọ nền nào mà giá dưới 1 triệu mà nó ổn áp cả. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tìm hiểu trong tương lai, thì mọi người có thể thử tham khảo hai cọ nền này nhá. Cái này 10 điểm, cái này 9 điểm. Tiếp theo một cái cọ nền nữa mà mình đã từng sử dụng đó là cái cọ dàn nền như thế này. Nói chung cái này cũng ổn, nhưng mọi người cần phải biết cách sử dụng, còn nếu không thì cái nền của mọi người nó vẫn rất là dày và rất là tốn. Khi mà dùng cái này á thì cá nhân mình thấy dàn nền cũng khá là mỏng nha mọi người. Và nó cũng sẽ làm cho cái kết cấu nền của mọi người khi mọi người bôi ra tay sau đó mọi người bôi lên mặt nó được đồng nhất hơn. Nó sẽ không bị gọi là bị tách chất khi mà mọi người trộn nền hay là mọi người apply nền. Đối với cái này ấy thì sẽ thích hợp cho các bạn nào mà có nền da không có quá nhiều khuyết điểm. Mọi người nền da đẹp, mọi người có thể lướt những cái đường cọ rất là mỏng ở trên da và mọi người dặm lại bằng bông mút. Tuy nhiên ấy thì cái này nếu mọi người không quen ấy thì mọi người sẽ thấy là khi mọi người dùng cái này mọi người chấm trực tiếp vào nền luôn, bôi lên da thì nó lại bị dày. Nên là cái cách sử dụng cái này để cho nó đạt được cái hiệu quả và cái kỳ vọng mong muốn là mọi người phải dàn nền ra tay, sau đó mọi người lấy cái đầu cọ này này và mọi người chấm theo chiều dọc xuống và mọi người mới miết ở trên da thì nó mới mỏng được mọi người. Cái này phải dính ít kem nền thì nó mới mỏng, còn lấy nhiều kem nền thì nó vẫn sẽ dày như bình thường ấy. Nên là cái này có cũng được, không có cũng được. Có thì tốt, dùng được thì tốt, còn không có cũng chả sao. Nên là cái này cũng 50-50 tùy quan điểm nha mọi người. Tiếp theo là cọ che khuyết điểm, thì mình nghĩ là mọi người cũng có thể thử tham khảo những cái cọ của nhà mình mua của OVW. Cái cọ này thì mình nghĩ là đáng mua nhất thì mọi người có thể mua cái cọ bé như thế này, tròn như thế này. Và mọi người sẽ dặm vào những cái vùng mụn ấy thì mọi người sẽ thấy là cái độ chặt của nó nói chung không phải là quá xuất sắc, nhưng mà nó được, nó tạm được nha mọi người. Đó, và đối với những cái vùng như là mụn trồi lên ấy thì mọi người có thể dùng cái này để che phủ vào những cái vùng nhỏ thì cái này cũng tạm được. Nói chung là giá thành cũng rất là rẻ, có mười mấy nghìn một cái thôi.
recommend mọi người nhé. Rồi tiếp theo một cái cọ nữa, cái này thì bán riêng, mình cũng rất là thích, đó là cái cọ má của nhà Flawless. Cái này thì sẽ nhào cái lông của nó rất là tơi, nó tơi theo kiểu như kiểu là cái cọ mà mình chia sẻ cho mọi người á, nhưng mà nó sẽ không mềm được như cái cọ này đâu nhá. Và dùng cái cọ tơi như thế này mọi người rất là dễ dặm, bởi vì sao? Thứ nhất nó nhỏ, thứ hai là cái bông của nó ấy nó mung, nên là khi mọi người dặm phần má thì nó sẽ không bị trượt cái lớp nền bên dưới ấy, nó sẽ không bị bết cái má lại, và cái màu má lên nó cũng sẽ khá là đều, nó không bị bết. Cái này mình rất là thích, nhưng mà giá rất là cao, mọi người có thể tham khảo nhá. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu như mà ai yêu thích Flawless thì chắc chắn là sẽ tậu cái em này. Cái này thì mình sẽ chấm là 9 điểm nha. Ok, cọ thì đến đấy thôi. Có thể là những cái cọ khác mình đã từng sử dụng giá thành rất là rẻ, có mấy chục nghìn, 5-70 nghìn cũng có, nhưng mình cũng sẽ không đánh giá cao. Mình nghĩ rằng là nếu như mọi người mà muốn lâu dài, bởi vì cái cọ là một cái sản phẩm mà nếu như mọi người make up hàng ngày ấy, sẽ là cái sản phẩm nó tiếp xúc lên da của mọi người với cái thời gian cao nhất, nên là mọi người nên lựa chọn những cái cọ mà nó uy tín, nó chất lượng nó tốt và nó mềm mại trên da, đừng chọn những cái cọ quá cứng, bởi vì như vậy thì lâu dài da của mọi người sẽ gặp nhiều cái vấn đề, ví dụ như là da của mọi người nó dễ nhạy cảm hơn, nó gọi là nó sẽ làm những cái vùng nhạy cảm như là vùng mắt của mọi người nó tăng sắc tố, nó đậm màu hơn, và thứ ba là nó dễ lên mụn cho mọi người, chứ không hẳn là do mỹ phẩm mà có thể là do những cái cọ nó quá cứng, nó cũng sẽ làm da của mọi người nó có những cái hiện tượng nhạy cảm hơn nhé. Và cuối cùng đó là mút. Thì mút, những cái sản phẩm nào mình không ưng thì mình cũng không chia sẻ đâu, bởi vì đa phần những cái mút mà mình không ưng thì giá thành của nó rất là rẻ và nó bán khá là đại trà. Tuy nhiên ở đây sẽ có những cái sản phẩm mình rất là ưng, mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhé. Đầu tiên đó là Immortal. Immortal thì quá quen rồi, cái chất lượng của cái bộ cọ trứng này là mọi người nó rất là đỉnh. Những cái cây cọ phiên bản mới thì mình chưa thử, nhưng mà những cái phiên bản cũ hay là những cái phiên bản trước ấy thì nó không tốt bằng cái phiên bản này đâu. Đối với cái này nó cực kỳ mềm, khi mọi người nhúng nước thì mọi người thấy nó cực kỳ mềm và đánh lên da cực kỳ êm, nó sẽ làm nền của mọi người nó chắc, nhưng mà nó rất là mỏng và nó rất là tiệp da, độ bền nó cực kỳ cao luôn. Các bạn mà không phải là chuyên viên make up thì các bạn mới tập make up hàng ngày, make up ở nhà, mọi người cũng có thể dùng cái này, diện tiếp xúc nó rộng nên là khi mọi người dùng ấy, cái nền nó sẽ được dàn trải rất là nhanh chóng, nên đây cũng là một cái sản phẩm mình siêu thích nha. 10 trên 10 điểm nha mọi người. Chỉ có điều là cái giá của cái này cũng không phải là quá rẻ đâu. Mình nhớ là 170-180 hai cái thì cũng đến gần 100 nghìn một cái như thế này mọi người. Mọi người nên mua sale thì sẽ ok hơn. Nhưng mà nói đi nói lại thì Immortal vẫn là một cái brand bông mút mà mình nghĩ là chân ái của cuộc đời mình luôn đó mọi người. Siêu siêu xứng đáng và gần như là tất cả nền da mọi người đều có thể dùng được, và tất cả skill, tất cả level makeup của mọi người đều nên dùng cái này. Và nếu như mọi người mới tập makeup thì có thể dùng cái này để nâng cao level đánh nền của mọi người bền chắc như xi măng nhá. Tiếp theo đó là một cái brand bông mút mà các makeup artist chắc chắn là mọi người không thể không biết, đó chính là những cái bông mút của nhà Celine. Đối với bông mút nhà Celine ý, thì nó thật là cái độ mềm của nó siêu cao, thì bền nha mọi người. Mọi người mua một cái hộp ấy 120.000, mình nhớ 120.000, nó sẽ có hai cái form. Đầu tiên là cái form trứng lớn và thứ hai là form trứng bé. Form trứng bé này để cho mọi người dặm những cái khu vực nó bé, còn cái lớn này thì dàn ở những cái vùng nền. Khi mọi người dùng ấy, mọi người sẽ thấy là bơm nước vào ấy thì nó sẽ rất là mềm, nó siêu mềm và đánh lên da cái nền của mọi người nó rất là dễ thao tác và nó cực kỳ chắc nền nhá. Và nền của mọi người nó vẫn mỏng, tuy nhiên cái mỏng hay dày ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào cái quá trình mọi người dàn nền, nên khi mọi người dùng cái bông mút này thì mọi người nên kết hợp thêm một cái sản phẩm dàn nền hoặc là một cái sản phẩm gọi là cọ nền như thế này để dàn nền mỏng mà mọi người dặm lại, và sau đó thì mọi người dặm lại một cái bông mút này thì nó sẽ siêu mỏng đó. Cái này ấy, thì các makeup artist từ 2 năm về trước khi có Immortal xuất hiện ấy, thì cái này chân ái của các makeup artist, và đi đâu người ta cũng mua cái này luôn. Đến tận bây giờ thì nó vẫn là một cái gọi là gì, một cái tượng đài trong cái giới mút makeup mà mọi người có thể thử nhá. Cái này thì mình cũng sẽ chấm là 10 trên 10 điểm. Nếu như mà mọi người không có kinh tế, mọi người mới tập makeup thì mọi người có thể mua những cái bông mút như thế này. Đây là cái bông mút tam giác và gần đây mình trải nghiệm mình cũng thấy rất là thích. Giá thành của em này thì có lẽ chỉ bằng 1/4, 1/3 so với những cái bông mút khác thôi, nhưng mà cái chất lượng của nó sẽ cũng đáp ứng được khoảng tầm 80%, cũng sẽ là dạng như kiểu bông mút cao su non tương tự như là Immortal ấy, nhưng mà cái này thì nó sẽ là hình tam giác và cái diện tiếp xúc của nó thì nó sẽ không rộng bằng Immortal đâu nhá. Tuy nhiên thì cái form này là cái form mà mình thích nhất trong tất cả những cái form, mà mình chỉ lấy cái form này thôi là bởi vì thứ nhất là nó sẽ là hình tam giác và nó cực kỳ dễ dặm vào những cái khu vực nhỏ, khu vực khóe, và kể cả khi mọi người gập lại như thế này thì mọi người vẫn rất là dễ thao tác. Và thứ hai nữa đó là cái bản của nó cũng sẽ rất là ổn, ví dụ như là khi mọi người len vào những cái khu vực nhỏ mọi người dùng cái đầu nhỏ, còn mọi người mà muốn đánh nền trên diện tiếp xúc lớn như những cái vùng mà phẳng ấy thì mọi người có thể lật lại và đánh.
nó vẫn rất là chắc và cái độ phủ nó cũng rất là cao. Và cái này khi mà càng dùng thì mọi người sẽ thấy nó càng mềm và nó sẽ càng êm ở trên da. Tuy nhiên thì cái tuổi thọ, cái độ bền của cái này nó sẽ không cao như là của Immortal, tiền nào của nấy. Nhưng mà mình nghĩ là nếu như mọi người mới tập makeup ấy thì mọi người có thể thử cái này. Bởi vì dù sao ấy, đối với cọ thì nó khác, nhưng mà với mousse makeup thì mình vẫn khuyên mọi người là 2 tháng, 2 cho đến 3 tháng thì mọi người nên thay một lần. Nên là với những cái bông mousse như thế này thì mình nghĩ là nó cũng sẽ khá tiết kiệm. Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và gu cũng như là cái mức độ kinh tế của mọi người nhá. Thì mọi người có thể tham khảo. Đối với bông mousse này thì mình cũng sẽ chấm là khoảng tầm 9 điểm trên 10. Ok, và video của mình đến đây thôi, và hy vọng đây sẽ là một cái video có ích cho mọi người, có thể giúp cho mọi người chọn ra cho mình những cái sản phẩm cọ makeup hay là bông mousse makeup, mọi người có thể đem lại cho mọi người một cái lớp makeup hoàn hảo nhất. Và link sản phẩm mình sẽ đặt ở bên dưới. Hy vọng đây sẽ là một video giúp ích cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Nếu như mọi người muốn mình làm về chủ đề gì nữa thì comment phía dưới nhá. Bye.